chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe để các bạn chúng ta có thể đi gia đình, gia đình nhỏ gọn thôi. Đó là chiếc Mazda 2 nha các bạn. Như trước mặt các bạn đây chính là Mazda 2 2018. Xe này là mới đi được có 19.000 km thôi, mới đi được 19.000 km, mang biển số thành phố luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Màu ngoại thất là màu đỏ. Màu đỏ mà đỏ sậm nha các bạn, chứ không phải là đỏ sáng. Thì rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta đang cần tìm một chiếc xe nhỏ gọn để mà đi gia đình. Gia đình khoảng 4 người thôi, hai vợ chồng hai đứa con, rất là ok. Mình nếu lại thông tin một lần nữa nha các bạn, đây là Mazda 2 2018, mang biển số thành phố, đi được 19.000 km, vừa được công ty mình thu về, chưa có vệ sinh gì hết, còn rất là dơ luôn. Thì mình sẽ dành một vài phút để mình quay cận cảnh cái xe, chi tiết cái xe luôn và công bố cái giá bán để cho các bạn nào yêu thích thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh nha. Và xin mời các bạn, đây chúng ta xem cái đèn trước đi. Đèn thì không có bị bể, bị vỡ gì hết, rất là mới nha các bạn. Chỉ bị ra bám bụi thôi, do chưa có được rửa hay vệ sinh gì hết. Cản nè, bụi đóng rất là nhiều luôn. Phía dưới đèn gầm này có một số vết trầy ngay chỗ cái miếng nhựa đen nữa các bạn. Chỗ này bên công ty mình chỉ vệ sinh thôi chứ không có sơn lại nha các bạn, tại vì nằm phía dưới cũng không cần thiết lắm, cho công ty mình không có dọn. Chỉ những chỗ nào mà thực sự cần thiết thì công ty mình mới dọn thôi. Ngại tài trước này các bạn, mà cao lăng này các bạn, cao lăng còn rất là mới nha. Bên phía phơ tài này các bạn, đây nhẹ nhẹ luôn, đèn zin, đèn zin lên xe. Này gầm nè, đây có số vết trầy nè đó. Ngoài ra thì cản không có một cái vết trầy nữa nha các bạn. Những cái vết xước nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ chỉ cần đồng sơn, chỉ cần đánh bá thôi chứ không cần đồng sơn nha các bạn. Đánh bá là ra, không cần đồng sơn. Trong 19.000 km đi rất là kỹ. Phần là giữ kỹ, phần thứ hai là cũng đi rất ít các bạn. Đây tình trạng mâm lớp đây. Mâm không một vết trầy luôn các bạn. Mới lớp rất dày nha, chưa vệ sinh. Màu đỏ này nói chung là nó rất là sang nha các bạn. 2018 đi được 19.000 thì tính ra 3 năm rồi, mỗi năm đi cho khoan được 6-7.000 gì đó, đi rất ít nha các bạn. Cửa là cửa zin hết, màu sơn zin hết, phần bên hông nè các bạn. Đó, cửa màu sơn zin hết nha, mâm lớp sau cũng là lớp zin luôn. Ở trên phần này các bạn có cái miếng nhựa đen ngay chỗ cánh cửa sau nè đó, thì nó bị trầy á, nên công ty mình tháo ra đi sơn lại rồi nè. Tháo ra sơn lại rồi miếng nhựa đen. Rồi phía sau nè các bạn, một cảm biến có 4 cảm biến luôn, đèn zin nè. Trong những cái mẫu đến từ thương hiệu Mazda các bạn, thiết kế thì không thể bàn cãi được, rất là đẹp. Một ngôn ngữ thiết kế nhưng mà rất là được lòng những khách hàng Việt Nam nha các bạn. Đây, công nghệ SkyActiv này. Chung xe động sơn rất là đẹp nha các bạn. Những sơn zin hết luôn. Các bạn nhìn thấy đó, chưa không có trầy xước gì hết. Một số cái vết xước nhẹ nhỏ nhỏ các bạn, chỉ cần đánh bát là ra, không cần phải đồng sơn lại. Lớp zin luôn. Cửa bên phía phụ cũng vậy luôn, lớp sơn zin hết nha các bạn, không có bị cắn đụng gì hết. Rồi cho các bạn xem cái cốp xe. Đây. Còn một cái cốp nói chung là vừa dùng thôi. Tại mẫu xe nhỏ mà. Đặc biệt chúng ta có thể gập ghế nè các bạn, đây là nước gập ghế nè, kéo nè. Các bạn có thể gập cái hàng ghế phía trước cũng được. Đó,
đây như vậy nè, khác với những cái mẫu xe kia. Mẫu xe sedan á, thì nó không có gặp được cái hàng ghế thứ hai, còn xe này được. Chú đường này con đội còn nguyên luôn nè, lớp xe cua chưa hạ luôn nha các bạn. Chung mới có 19.000 km cũng không gần phải hạ lớp xe cua rồi đâu. Và xe này thì chung là các bạn nhìn tổng thể về xe bên ngoài nè, cái dáng rất là nhỏ gọn luôn. Đó, đi gia đình là ok luôn nha các bạn. Đó, quay tổng thể cho các bạn thấy được cái dáng xe. Ta di chuyển cũng dễ nữa, tại vì những mẫu xe nhỏ gọn nó di chuyển rất dễ. Thì các bạn chúng ta thắc mắc những mẫu xe nhỏ gọn này bên trong chắc nó cũng chật lắm, thì bây giờ mình vô trong để mình coi nha các bạn, coi nó có dễ ngồi thoải mái hay không nha, hay là chật đây. Đây, đó, rồi thắt cái xe để mình leo lên ngồi. Hey, mình lạnh mắt quá, để mình hạ gió xuống một xíu. Đó, ngồi khá là thoải mái nha các bạn. Đây, không có đụng, không có bị đụng đầu nha các bạn. Vô lăng rất là mới nè, chưa vệ sinh nha các bạn mà còn mới vậy nè. Những cái đường nét chữ còn nguyên nè, cải tắp lô, bộ ghế nỉ là ghế nỉ zin nha các bạn, ngồi rất thoải mái. Hơi dơ thì nữa công ty mình vệ sinh lại. Hòa lấy cho trong với ngoài đầu đi DVD, số tự động, cho đầu sport này, chìa khóa nó nghe các bạn, chủ kỹ ghê luôn, bọc có một cái mua cái miếng ốp bọc chìa khóa ra luôn nè. Chìa khóa này còn đủ hai chìa nha các bạn, chìa kia thì chưa dùng luôn, chưa có mở cái bọc ra luôn. Đẹp. Trong về Mazda 2 thì cái mẫu xe này nó chỉ đơn giản thôi, công nghệ thì không có nhiều nha các bạn, không có nhiều những cái tính năng lái trên xe. Nó mẫu xe gia đình đơn giản thôi, giá thành rẻ. Cái đầu con đầu CD chứ không phải DVD nha các bạn, chúng ta có thể để đĩa đây được nè, cái này trên đây đĩa nè. Trần xe này còn rất là mới nè. Rồi đến ra sau mình ngồi cho các bạn thấy coi cái xe rộng rãi không nha. Phía trước thì khá ok rồi đó, biết phía sau ngồi có đụng đầu hay không. Đây, bước lên bước xuống rồi. Nói chung vừa đủ ngồi nha các bạn, không quá rộng cũng không quá chật, vừa đủ thôi, vừa đủ dùng thôi. Anh nhìn ra phía trước này, có xe thích hợp cho chúng ta đi gia đình, nhỏ gọn tiết kiệm. Ghế dơ nè các bạn, chưa vệ sinh nha. Tuy nhiên thì cái ghế này ngồi thoải mái, rất là thoải mái nha các bạn. Vừa đủ thôi nè, nó dư được xíu nữa các bạn. Chứ nói về rộng rãi thì không thể nào rộng rãi được rồi. Tuy nhiên đi gia đình thì ok. Rồi, một mẫu xe đơn giản nha các bạn, đơn giản, lớp zin, nói chung mọi thứ còn rất là mới. Đó, mình đã đi tổng thể một vòng về ngoại thất nội thất của chiếc Mazda 2 này rồi. Mình điểm lại thông tin một lần nữa, đây là Mazda 2 2018, xe đi được 19.000 km nha các bạn, mang biển số thành phố, màu ngoại thất là màu đỏ sậm,
Đó. Và hiện tại thì công ty chào bán cái xe này chỉ với 480 triệu thôi nha các bạn. 480 triệu thôi. Rất là rẻ luôn. Đó. Thì nếu như các bạn nào đang cần một chiếc xe để mà chúng ta có thể đi gia đình, đi du lịch này nọ hoặc là đi làm thì cái mẫu xe này rất là thích hợp luôn, với giá chỉ 480 triệu thôi. Đó. Cách âm tốt, mẫu mã đẹp, rồi giá lại rẻ nữa, 480 triệu. Đó. Thì nếu như các bạn quan tâm đến cái xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh, cũng như nếu các bạn muốn vay để mà mua á thì mình sẽ tư vấn các bạn về cái lãi suất ngân hàng. Đó, để cho các bạn chúng ta nắm rồi những cái thủ tục như thế nào đó. Tại vì mỗi tỉnh mỗi khác nhau, cho nên nếu các bạn quan tâm thì hãy gọi cho mình đi, mình tư vấn cho các bạn qua điện thoại trước. Thì nếu mà ok các bạn hãy lên coi xe nha. Thì mình sẽ dặn các bạn coi xe và lấy thử luôn để cảm nhận coi cách âm như thế nào, rồi cảm giác lái có tốt hay không. Rồi sau đó chúng ta có quyết định là có lựa chọn mẫu xe hay không nha. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau nha. Xin chào.